Dạ, chào các bạn. Hôm nay sáng nay Jim đi dạo biển Vũng Tàu nha các bạn. Hôm nay là ngày đó là ngày 24 âm lịch rồi của năm Mậu Tuất. Còn đúng tuần nữa, 6 ngày chứ. Là kết thúc năm Mậu Tuất qua năm Kỷ Hợi. Đây là tính theo âm lịch. Còn Tây lịch thì đã qua năm 2019 rồi nha các bạn. Trong thời gian nó cứ trôi đi, và ngày nó cứ trôi đi thôi. Yeah, bữa nay đi ra dạo biển, bây giờ là chuẩn bị gọi là biển Tết rồi đó. Dạ, sáng đi ra tập thể dục dạo một vòng. Tại sao hướng này thì đi về tượng Chúa, cũng vừa cỡ cái cột cờ á, quảng trường cột cờ như các bạn. Mấy ngày nay thì một số trường học đã bắt đầu nghỉ rồi chứ các bạn. Nghỉ Tết. Qua đến ngày lễ tình nhân thì bắt đầu mới đi học lại. Đây là tháng 1 rồi. Qua đến tháng 2, giữa tháng 2. Dạ, hôm nay đi ra biển, thời tiết đẹp, nắng giờ này nắng nhẹ nhẹ nha các bạn. Buổi sáng sớm mà trời bữa nay là không có mây che, mà như cảm giác nó kiểu như này thì kiểu mờ sương. Wow, gió rất là mát. Nước này cũng mát, bước xuống nghe hơi lạnh lạnh một xíu. Thường thường mấy ngày Tết, chuẩn bị tới mấy ngày Tết như các bạn là người ta đi chơi nhiều lắm. Thường là những cái ngày mà lễ Tết là bắt đầu ngày nghỉ mà, ta đi chơi rất là nhiều. Và thường mấy ngày này, đêm chỗ này là gần 10 năm nay rồi không có đi chơi những dịp lễ Tết nữa, lý do là đông quá nha các bạn, đi tới đâu cũng đông hết nên là rất mất thời gian. Đây có bảy bạn bạn học sinh của trường nào. Chỗ này thì Jim sẽ đi một đoạn từ đây ra khu vực ở gần cột cờ thôi. Đi dạo một vòng và tập thể dục thôi nha các bạn.
Dạ, thường thường mấy ngày nữa như các bạn là cái khu vực này là du khách là đông luôn á. Cái ngày này thì còn cũng rất là thoáng, mà thường thường khoảng gần mùng 1, mùng 2, bắt đầu từ mùng 2 như các bạn, đông lắm.
Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng Jim đi bộ dạo biển và Vũng Tàu sáng ngày 24 âm lịch năm Mậu Tuất. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you.